Ôi trời ơi, nhìn chị ấy làm giống như một cái máy vậy. Nè Nanhi An à, chị làm từ từ thôi. Không sao, tôi muốn làm thật nhanh, vừa muốn kiếm được nhiều tiền đó mà. Nhưng mà nãy giờ sao không thấy Đô Xuân đâu hết vậy? Hôm nay quả không đến hay sao? Ôi trời ơi, không lẽ chị chưa nghe tin gì hay sao? Tin gì? Chồng của cô ấy bị ung thư cho nên... Vậy? Ôi trời ơi, sao như vậy được chứ? Anh ấy tuổi vẫn còn trẻ và rất khỏe mạnh kia mà. Làm sao mà chúng tôi biết được chứ? Khi căn bệnh ung thư ập tới thì... Đó chính là lý do mà chúng ta cần phải xem trọng sức khỏe của mình khi còn khỏe mạnh. Ôi trời, không thể tin được. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có chuyện gì sao? Anh ấy đã uống rất là nhiều nước. Mẹ ơi, mẹ bị cái gì vậy? Anh ấy nói luôn cảm thấy trong người ngứa ngáy. Anh ấy làm việc cực lực và cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không đêm nào có thể chợp mắt ngủ được hết. Đúng vậy, làm sao có thể được chứ? Bản thân của mình lúc nào cũng ngủ ngon hết mà. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Mắt của mẹ đỏ hết rồi. À, phải như vậy rồi, vì ba ngủ ngáy to quá mà. Ba làm ơn đừng uống nhiều rượu và ngáy khi ngủ đi. Gì hả? Chuyện đó không liên quan gì đến việc uống rượu hết. Bộ ba nghĩ là con tin chuyện đó không? Gia đình còn cần tới mình mà. Nếu như điều đó xảy ra với mình thì không thể được. Những điều đó không hề có liên quan gì đến căn bệnh ung thư hết. Cho nên chị đừng có lo lắng quá. Là như vậy phải không? Chúng chẳng liên quan gì có đúng không? Mình biết là như vậy mà. Mình vẫn khỏe mạnh giống như một con trâu vậy. Nhưng mà dù sao mình cũng cần phải chú ý sức khỏe tới mọi người ở trong gia đình ngay từ bây giờ. Nào, các bạn đều muốn sống lâu mà không lo gì về bệnh ung thư đúng không? Đúng vậy. Vậy thì tại sao bạn vẫn còn ngồi yên ở đó chứ? Hết hồn à. Bạn hãy nên ghi chú vào, mau lên. Ờ, dạ được. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn hãy nghe lời tôi, cố gắng thực hiện một tuần một lần. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Các bạn hãy tin vào tôi. Xin tạm biệt. Wow, bài giảng của giáo sư Lôi cuốn vào rất tuyệt vời. Mình nghĩ rằng mình thực sự đã hiểu được ông ấy. Dạ thưa mẹ, con về rồi. Con đã về rồi sao? Ê, mẹ ơi, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ nói kể từ bây giờ chúng ta phải đi như vậy ở nhà. Gì chứ? Con sẽ không làm như vậy đâu. Cái gì hả? Con không chịu làm dù biết rằng nó tốt cho sức khỏe của con sao? Đi bằng một chân mau lên. Dạ, con biết rồi. Ba về rồi đây hả? Ba ơi, ba. Không lẽ em đã bị mất trí rồi hay sao? Em cũng biết là từ khi con người xuất hiện đã biết đi bằng hai chân. Nếu em thật sự muốn như vậy thì làm một mình em đi. Và làm ơn tha cho anh và bọn nhỏ có được không? Anh nói gì? Chà đù à, đầu con cúi thấp quá rồi đó. Hãy làm như ba ngẩng cao đầu lên. Bà xã à, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi giống như con hổ có đúng không? Ba!
Ôi trời ơi, chân tay và lưng của con tất cả đều đã rời hết trơn rồi nè. Đó là bởi vì con đã không dùng cơ bắp của mình sau một thời gian dài. Rồi nó sẽ tốt hơn sau một tuần hoặc một tháng nữa. Một tuần làm sao? Đương nhiên mọi người không thể xem thường sức khỏe của mình dù chỉ một ngày. Phải đi bằng bốn chân đến suốt cả cuộc đời. Suốt cả cuộc đời? Mọi người hãy thôi phàn nàn và tập trung ăn cơm tối đi, mau lên. Không được đâu mẹ ơi, vì loài hổ không biết ăn rau đâu. Hổ ăn thịt, hổ ăn thịt. Thôi được rồi, giáo sư đã nói rõ rồi. Chúng ta hãy đi như một con hổ và ăn uống như một con thỏ nếu như muốn sống khỏe mạnh tới 100 tuổi, có hiểu không? Nhưng kể cả loài thỏ cũng không được ăn mấy thứ này. Hãy im miệng đi, giáo sư đã nói đây chính là những gì nên làm. Nhưng em mà, niềm vui ăn uống chỉ một phần ở trong cuộc sống của con người mà. Sống khỏe mạnh tới 100 tuổi để làm gì khi chúng ta phải ăn kham khổ như vậy? Im lặng và ăn mau lên. Shadow à, con hãy mau giúp mẹ đi bỏ rác đi. Nhưng mà mẹ ơi, chúng ta cũng phải đi ra ngoài như thế này sao? Thì dĩ nhiên là không, chúng ta không thể nào ra ngoài như vậy được. Lỡ mọi người nhìn thấy mẹ con mình thì sao, mắc cỡ lắm. Dạ, đúng như vậy. Thiệt là nhẹ nhõm ghê. Bây giờ khi đi ra ngoài, chúng ta sẽ đi như loài dưỡng cáo vậy. Chắc là con đã thấy chúng ở trên TV rồi, có đúng không? Một, hai, ba. Đúng vậy. Chắc là gia đình của bạn đã phàn nàn về những bài luyện tập nặng hay ăn cơm toàn là rau, có đúng vậy không? Đúng vậy. Thật là hay lắm. Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói một bí mật. Hãy ăn tất cả mọi thứ để cơ thể trở nên khỏe mạnh, có thể chống lại căn bệnh ung thư mà không cần những bài luyện tập khó nữa. Cái gì hả? Ôi trời ơi, thưa giáo sư, tại sao ông không chịu nói cho tôi biết chuyện đó ngay từ đầu chứ? Bí mật của vấn đề này, đó chính là mẹ ơi, cái này là thuốc thiệt sao? Đúng như vậy, mẹ đã tốn rất nhiều tiền để mua nó đó. Vì vậy đừng làm mất một viên nào hết nha. Mùi của chúng thật kinh khủng. Thuốc tốt thường sẽ rất hôi, và khi uống sẽ có vị rất là kinh khủng con à. Em mất trí thật rồi bà xã ạ. Giờ lại tính làm gì nữa đây? Thuốc này không thấy có nhãn hiệu gì trên đó hết trơn à. Làm sao chúng ta biết chúng thật sự là cái gì chứ? Anh không biết gì hết. Một giáo sư nổi tiếng trên TV đã chế tạo ra loại thuốc quý này đó. Vậy hả? Sao thái độ mọi người kỳ lạ như vậy? Nếu vậy thì thôi được rồi. Nếu không ai muốn thì đừng có đụng vào chúng. Mình tôi sẽ uống hết và trở nên khỏe mạnh. Nhưng đổi lại, ai cũng phải đi theo kiểu của hổ và ăn rau trong suốt cuộc đời còn lại. Ba ơi, nhanh lên ba. À, không được, ba mới vào thôi mà. Mình không chịu nổi nữa, mình phải đi tới chỗ khác thiệt là nha. Chờ em với. Ai cũng như mà mẹ ơi, họ đã bỏ gì vào trong những viên thuốc đó vậy? Ôi trời, thật là kỳ lạ quá. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đây là tin tức tiếp theo. Có một vị giáo sư bị mất trí nhớ đã xuất hiện ở trên TV trong chuyên mục hướng dẫn về sức khỏe và cung cấp những thông tin sai lệch đến tất cả các quý khán giả. Giáo sư. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt ở căn hộ của vị giáo sư KO. Ông ta đã làm những viên thuốc ngay tại căn bếp của mình với những thức ăn từ tủ lạnh và các loại thuốc chuẩn trường, và bán như là thuốc chống ung thư. Dù sao thì căn hộ của ông ta thật là mất vệ sinh. Cảnh sát tại địa phương đã tiến hành bắt giữ ông ta. Nhưng dù sao thì cũng thật là may mắn, chỉ có một người mua những viên thuốc giả sau khi xem chương trình lừa đảo của giáo sư KO thôi. Mẹ ơi, nhà vệ sinh bị nghẹt rồi. Ừ.
vậy? Gì vậy? Cái gì vậy hả? Có ai đem thức ăn tới hay sao chứ? Để xem thử coi, nếu có gì thì mình cũng muốn ăn. Đây là... Wow, bạn ấy thật tuyệt vời đó. Bạn ấy tham gia đội tuyển Olympic được luôn á. Mình đã nói các bạn rồi, trước đây á mình từng tham gia nhiều đội, đội điền kinh nè, đội bóng rổ, đội thể dục, đội bơi lội của trường của chúng ta. Mình không tin là bạn đã thử qua tất cả các môn. Bạn tính sẽ làm gì đây, Choi Chadu? Có vẻ quán quân của ngày hội thể thao lần này sẽ là một người khác rồi. Bạn lúc nào cũng muốn trở thành quán quân mà. Tên mập này. Nghe nè các bạn ơi, ngày hội thể thao là dành cho sự đoàn kết và hợp sức của tất cả mọi người với nhau để rèn luyện và nâng cao tinh thần thể thao. Và mọi người tham gia đều là quán quân. Chadu à. Có thiệt không? Vậy tại sao năm ngoái bạn cố gắng giành quán quân để làm cái gì? Dở thiệt. Kéo mạnh lên. Mình đã nói là kéo mạnh lên. Tuyệt vời. Bây giờ mình đã trở thành quán quân rồi. Bộ thiệt như vậy hả? Đúng vậy. Bạn không nhớ bạn đã bỏ mặt cả lớp chỉ vì bạn muốn giành lấy danh hiệu quán quân hay sao chứ? Ôi trời ơi, bạn có trí nhớ tốt ghê. Vậy tại sao bạn lại không chịu sử dụng nó cho việc học đi chứ? Đô nè. Minh Chi à, chúng ta đi thôi. Bạn thật quá đáng. Tránh đồ. Đinh, bạn có sao không? Mình xin lỗi nha. Cha đưa bà để mình chơi. Cha đưa à, ý của bạn thiệt vậy hả? Hả? Gì chứ? Là điều bạn đã nói đó. Bạn nói là không nhắm đến vị trí quán quân. Vậy đó chỉ là vì bạn yêu thích chơi thể thao mà thôi à. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cha đưa à, cuối cùng bạn cũng đã trưởng thành. Mình tự hào về bạn lắm. Cảm ơn bạn nha Minh Chi. Tạm biệt bạn Minh Chi, mai gặp lại nha. Được rồi, tạm biệt nha. Mình thật sự xin lỗi, Minh Chi à. Mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Mình quên mất tiêu. Quên nữa cha đưa, mai mấy giờ đi học à? Cha đưa à. Giỏi chỗ nào? Hôm nay chị ấy nhanh hơn hôm qua. Chị ấy sẽ trở thành nữ vàng ngôi sao cho coi. Vậy thì tốt rồi. Nếu như Shadow trở thành quán quân lần này, mẹ sẽ không phải lo dụng cụ học tập cả năm. Vậy mấy cuốn tập và sách tô màu là của con đúng không mẹ? Bút chì màu là của con. Nhảy cao hơn, nhảy xa hơn, trò đi cà kheo thật thú vị. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Với thứ này bạn có thể nhảy. Ôi ngon quá à, để bà gấp trước cho. Không phải là của anh. Tại sao không chứ? Cha đưa à, ăn đi, mẹ nấu riêng cho con đó. Đây nè, con sắp có một cuộc tranh tài, vì vậy phải ăn nhiều lên. Tại sao mẹ lại làm giống như là con sắp đi thi Olympic vậy đó? Nhưng mà con sẽ không từ chối đâu. Em làm như vậy là không công bằng. Vậy chúng ta ăn cái gì? Của anh đây, của con nè, và của con nữa. Mọi người đừng thất vọng quá mà. Dù gì trước đó cũng là của con gà này mà ra thôi. Ngon quá trời luôn. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không phải như vậy. Em phải tỏ ra liều lĩnh hơn nữa chứ. Nỗi buồn của người Hàn Quốc phải được thể hiện thật rõ nét. Vì vậy em phải ngã xuống giống như thật.
Cha cha đu, hãy làm lại một lần nữa cho cô xem. Em phải khóc thật buồn hơn nữa. Chắc tại tối qua mình ăn nhiều quá. Em phải quay thêm một vòng và sau đó ngã xuống trong tuyệt vọng. Cho cha đu, cô nói là em ngã xuống. Con đứng đó làm gì? Tới lượt cha đu thôi rồi kìa. Mau quá chứ. Nhanh lên. Em tới liền đây. Chuẩn bị. Cố lên nha. Dễ như ăn bánh thôi. Bạn đi hít bụi đi nha. Cứ chờ thử coi. Chơi cha đu về nhất. Hay quá à, con ơi. Cha đu ba. Con bé nó dở quá đi, không biết là con của ai nữa. Là con của anh chứ ai. Ê? Tiết mục thiệt là hay quá, chúng ta đã làm rất tốt. Múa mặt nạ không phải là dành cho mình. Cái gì chứ, cha đu có thể sẽ thua đó. Không đâu, giải quán quân sẽ thuộc về cha đu. Nữa? Giờ chỉ còn lại môn chạy tiếp sức. Nhưng Anh Huy và Cha Đu sẽ cùng chung một đội. Do đó hai đứa sẽ nhận cùng một số điểm như nhau. Như vậy Anh Huy sẽ không đánh bại được Cha Đu nữa. Ôi nè, mình nè, bình tĩnh lại đi. Cuộc chơi kết thúc. Cha Đu, bạn thật may mắn khi chúng ta cùng một lớp. Tuy lần này chưa thắng bạn, nhưng lần sau mình nhất định sẽ trở thành quán quân cho bạn coi. Không có sao hết á. Nhưng mà nói thiệt lòng thì mình không hề có hứng thú trở thành quán quân của năm nay. Gì chứ? Chuẩn bị. Cái gì chứ? Cha đồ không có hứng thú để trở thành quán quân sao? Có nghĩa là bạn ấy đang muốn đùa giỡn với mình sao? Đây đây, cố lên. Ồ, cái gì? Vẫn còn một trường hợp nữa, nếu xảy ra sẽ khiến cha đu không thể là quán quân lần này. Hả, trường hợp gì? Căn cứ theo bảng xếp hạng, nếu đội của cha đu về cuối cùng và lớp 1 về đầu tiên thì cha đu sẽ xuống vị trí thứ hai. Ôi trời ơi, cha đu là người chạy cuối, làm sao mà nó chạy chót được. Nếu như cha đu không cố tình ngã thì khoan đã, phần thưởng giải như là gì vậy? Ôi trời ơi, là một cây cạn heo. Ước mơ trở thành sự thật rồi. Mình muốn có một cây cà kheo. Đó
đấu à? Đứng lại. Hai lạng thịt bò nội địa hàng đầu đã được ướp với nước tương, đường, nước ép đào, thêm một chút tỏi băm nhuyễn nữa. Và nó đang được xào trong một chiếc chảo nóng. Đúng là món ăn yêu thích của mình mà. Thịt bò nội địa luôn là món ăn ngon nhất. Hả? Cá và trứng cuộn, mình bị qua mắt rồi sao? Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của ai đâu. Với phần đó cũng không phải là món ăn phụ đủ cho 5 người, nên chắc chắn là có người vẫn chưa ăn trưa. Và giờ này thì tất nhiên là Mimi với Barbie đã ăn rồi. Vậy phần này chính là... Bữa ăn trưa hôm nay thật sự quá tuyệt vời luôn. Hả? Bình ơi, cơm trưa của anh đây nè. Em đã cho rất nhiều tình yêu của mình vào trong đó, nên anh hãy ăn thật ngon nha. Anh biết rồi à, cảm ơn bà xã nhiều. Nghe không thể như vậy được, đây không thể là sự thật. Anh đi cẩn thận nha. Trời ơi, hết hồn hết vía à. Đi đâu hết rồi hả mẹ? Cái gì đi đâu? Ba của con hả? Ba của con mới đi làm rồi mà. Ý con không phải là hỏi về ba con. Con muốn hỏi thịt bò nội địa hàng đầu, cá và cả trứng cuộn nữa, chúng đi đâu hết rồi? Sao con bé có thể nhìn thấy chúng chứ? Mà thật ra thì ba của con sắp có kỳ thi thăng chức, nên mẹ mới nhường phần thịt bò đó để ba con ăn, lấy sức học sau giờ làm đó mà. Làm cho ba hết luôn hả mẹ? Con có biết biệt danh của ba con là gì hay không? Phó quản lý Trôi thường trực đó con. Con có biết mẹ đã phải mệt mỏi vì cái biệt danh đó tới mức nào hay không hả? Cho nên trong kỳ thi thăng chức sắp tới đây, ba của con phải học hành chăm chỉ và thể hiện cho thật tốt vào. Giờ con biết rồi, hợp tác với mẹ một chút đi. Đừng có làm ồn trong lúc ba con học tập, có nghe rõ không? Nếu không sẽ biết tay mẹ. Minji à, một người đàn ông 40 tuổi thì cần phải đạt tới thứ hạng như thế nào trong công việc mới được đây? Không biết nữa. Ba của mình là một giáo viên trung học phổ thông, nên mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó hết trơn á. Không cần phải nghĩ tới hả? Nghe tốt thiệt đó. Nhưng 40 rồi mà chỉ mới là một phó quản lý. Nè, đang nói chuyện gì vậy? Các bạn có ai mang món ăn kèm đặc biệt không? Cho mình một miếng đi. Nè nè nè, bạn mập quá rồi đó. Tụi này làm gì có đồ ăn kèm đặc biệt nào mà cho chứ. Mình đang nói với Minji về chuyện ba của mình thôi. Có lẽ ba của mình chưa được coi là thành công đâu, nhưng mình hy vọng ba sẽ đậu kỳ thi thăng chức sắp tới. Đừng quá lo mà Chandu, mình nghĩ chú ấy sẽ làm được. Dạ thưa mẹ, con mới về. Hả? Mẹ đang làm gì vậy? Con nhìn mà không biết hả? Đây là bùa hộ mệnh đó. Bùa hộ mệnh? Nhưng chúng ta có đạo mà mẹ. Mẹ làm như vậy, ông trời sẽ không tức giận chứ? Ba con đã 40 tuổi rồi mà chỉ là một phó quản lý, nên mẹ mới dán bùa cho ba con đậu đó. Mẹ nghĩ ông trời sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta. Sao mẹ lại để vào trong gối nằm vậy? Cái này hả? Nếu con nằm ngủ ở trên nó, con chắc chắn sẽ được thăng chức. Ai nói vậy hả? Là thầy bói nói với mẹ. Vậy lời tiên đoán này sẽ khác với lần trước chứ mẹ? Tất nhiên, lần này là thầy khác con à. Bà xã ơi, anh đến thư viện đi. Anh đi đi. Khoan đã, ông xã cho một chút. Ông xã ơi, anh hãy mau để cái này vô trong bóp tiền của anh đi. Cái này là gì vậy? Đây là bùa mà em lấy từ thầy bói đó. Nó sẽ cho anh thêm nhiều năng lượng. Chỉ cần mang nó bên người, anh có thể thi đậu bất cứ kỳ thi khó khăn nào mà không hề bị cản trở. Ông xã ơi, cứ lên nhờ. Em cũng thiệt là, sao có thể tin được mấy cái này. Thay vì lãng phí tiền như vậy, em nên mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ đi, hoặc mua sách cũng được. Con cũng nghĩ như vậy đó. Cứ làm đi, đừng có ý kiến nhiều. Hãy học hành thật chăm chỉ nha anh. Anh biết rồi. Ông xã ơi, cứ lên. Mẹ thiệt là đáng sợ mà.
Tự nhiên cảm thấy nếu trong ba chị em của mình có một người rất thông minh thì chắc chắn mẹ sẽ muốn người đó trở thành bác sĩ hoặc là luật sư quá đi. Chị ơi, con gà viết tiếng Trung sao vậy chị? Hả? Nó là cơm bao. Ha ha, đúng rồi ha. Công nhận chị thật là thông minh. Cái đó thì có gì đâu. Tự nhiên thấy hên ghê á. Cả ba chị em mình đều không có được sự thông minh đó. Nhưng liệu đây có thật sự là may mắn hay không đây? Ông Trăng ơi, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Xin ông hãy giúp cho chồng con vượt qua được kỳ thi thăng chức lần này. Cầu xin ông, cầu xin ông. Mẹ ơi, ba ơi, thứ bảy này là vô kỳ nghỉ rồi, cả nhà mình có nên đi đâu không? Đi viện bảo tàng hoặc là đi chỗ nào đó cũng được ha. À, tất nhiên là đi rồi. Wow, hay quá đi. Hai cha con đừng có ở đó mà mơ nữa. Không có đi đâu hết á. Ba con còn phải học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. À, đúng rồi, kỳ thi thăng chức của mình. Với lại cuối tuần mẹ phải đi giúp cho người ta vận chuyển và làm kim chi nữa. Cái gì? Vận chuyển hả? Làm kim chi? Em làm cho ai? Vận chuyển giùm giám đốc Bắc. Còn làm kim chi là làm cho phó quản lý Ly. Chuyện sơ đẳng như vậy mà anh không biết hay sao hả? Sao mà anh biết mấy chuyện đó được chứ? Quan trọng là tại sao em phải giúp họ hả? Bởi vì họ đều là cấp trên của anh. Bà xã, đừng làm vậy mà. Không lẽ những cái đó sẽ giúp anh lên chức sao? Tất nhiên rồi. Nè bà xã, nếu lần này anh thi rớt nữa thì sao đây? Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên anh đừng có nói nhảm nhí nữa. Hãy cố gắng học đi. Cha Đu à, ba phải làm gì đây? Sợ là ba không đậu được đâu. Ba à. Ba ơi, ba có điện thoại nè. Hình như ở văn phòng gọi tới. Văn phòng hả? Ba biết rồi. Dạ tôi nghe đây. Dạ chào giám đốc. Hả? Dạ tài liệu đó có vấn đề gì sao? Dạ dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại liền và hứa sẽ cẩn thận hơn. Ba ơi, bây giờ ba đi làm luôn hả? Nếu không có ba họ sẽ không làm tiếp được con à. Nhưng mà ba vẫn chưa ăn sáng mà ba. Hả? Phải rồi ha. Nhưng không sao đâu con. Bụng của ba kêu rồi kìa. Công việc của ba chắc là cực lắm. Không đâu con, ba không có vất vả lắm đâu. Vì mong muốn của mẹ, vì chị em con, vì công việc nữa. Cha đồ của ba lớn thiệt rồi. Đúng vậy, ba thấy chuyện này có hơi quá sức với mình. Nhưng ba phải thăng chức thì mới được gọi là thành công con à. Ba không lo lắng về chức vụ quá thấp, cũng không lo cho mức lương không cao. Chỉ cần lúc nào chúng ta cũng vui vẻ hạnh phúc là được. Ba Cha Đu à, con ôm chặt quá, ba nghẹt thở rồi đây nè. Hả? Không có ai ở nhà hết. Nếu vậy thì cũng tốt. Không có cô ấy mình cũng đỡ cảm thấy áp lực trước khi đi thi. Phải mau mau chuồn đi trước khi bị phát hiện mới được. Bà xã. Thằng chức trời hồ đồ. Trưởng phòng cố lên anh. Mấy đứa con làm gì vậy? Con xin lỗi nha ba. Tụi con không còn sự lựa chọn nào khác. Và rồi điều đó đã xảy ra. Ai muốn xung phong đọc phần tiếp theo đây? Ủa, Shadow bị sao vậy em? Mình hy vọng là ba có thể hoàn thành tốt được kỳ thi. Shadow ba. Trời Shadow, trong giờ học mà em lo ra như vậy là sao? Alo, ông xã hả? Có chuyện gì vậy anh? Sao? Anh chắc chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Ba đậu rồi hả mẹ? Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Năm sau cố gắng hơn là được. Vậy là ba thi trượt rồi. Mẹ ơi. Mấy đứa nè, các con mau đi thay đồ rồi theo mẹ lên công ty gặp ba. Chúng ta cùng đi ăn tối ha. Mẹ ơi. Bây giờ chắc ba của các con đang rất thất vọng. Chúng ta phải làm cho ba con vui lên mới được đó nghe chưa. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà. Nhìn thấy mới nhớ, cũng lâu lắm rồi mẹ không lên công ty của ba con.
Mẹ ơi, mẹ Tần tới đây rồi hả mẹ? Tất nhiên, còn nhiều lần nữa là. Ôi kìa, ủa? Quý bà Choi đúng không? Ôi trời, xin chào quản lý Kim. Chú ấy kêu mẹ của mình là bà kìa. Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau ha. À mà hôm nay gia đình chị định tụ họp đi đâu với nhau vậy hả? Dạ, ba của con trượt kỳ thi thăng chức, cho nên tụi con mới tới đây để giúp cho ba cảm thấy tốt hơn. Ôi trời ơi, con ngoan quá đi. Quý bà, chị cũng đừng thất vọng quá nha. Chắc chắn lần sau anh ấy sẽ thi đậu thôi. À, đúng vậy, cảm ơn anh nha. Năm ngoái anh ấy đã được đề bạt lên trưởng phòng rồi, nên nếu năm nay muốn thăng chức nữa, đúng là có hơi khó một chút. Hả? Năm ngoái đã thăng chức? Ờ nè, quản lý Kim. Hả? À, chào trưởng phòng. Trưởng, trưởng phòng hả? Bye. Ờ, tại sao các con lại tới đây? Mà sợ. Anh Kim hả? Quản lý Kim, mau qua đây, nhanh lên qua đây. Dạ, chào chị nha. Đứng lại đó. Từ năm ngoái chồng của tôi đã được thăng chức trưởng phòng rồi sao hả? Dạ phải, chị không biết sao. Mình phải chạy lẹ thôi. Nếu anh đã được lên chức trưởng phòng, sao lại không nói cho em biết? Trưởng phòng Choi, tại sao lại như vậy hả? Tại sao? Tại sao suốt một năm qua anh luôn giấu việc mình đã lên chức trưởng phòng hả? Tại sao lại làm như vậy với em? Đó là bởi vì anh rất cần tiền. Cái gì? Anh cần tiền? Cho nên suốt một năm qua anh chỉ mang tiền lương phó quản lý về nhà cho em thôi sao? Anh xin lỗi bà xã. Hy vọng là lần này ba vượt qua được. Đẹp quá. Mẹ ơi, thứ này là gì vậy hả mẹ? Sao hả? Thích tuyệt vời không con? Vì trong tủ lạnh không thể chứa hết được nên mẹ mới xếp thành mô hình đó. Nhưng mà mẹ nói con mới để ý nha. Nhìn nó cứ như tác phẩm của một bậc thầy vậy á. Không vĩ đại thế vậy đâu con. Mặc dù ở khía cạnh nghệ thuật mẹ cũng có chút năng khiếu thiệt. Ôi, nhưng mà mẹ ơi, làm sao mẹ có được số rửa này vậy ạ? Thì hôm qua mẹ đã đi siêu thị. Mua một tặng chín lận. Không phải chỉ là mua một tặng một giống như bình thường thôi hay sao? Em nói cái gì? Thật là cho dù giảm giá thì em cũng đâu cần mua nhiều như vậy. Có phải chiến tranh đâu mà trữ lương thực. Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Đây là mua một tặng chín lận đó anh. Cứ thử tính toán giá cả của thời gian dạo gần đây đi. Hôm bữa trong siêu thị không có khác gì có chiến tranh đâu anh à. Cho dù là vậy nhưng mà anh không chịu nắm tình thế gì hết trơn. Chúng ta phải cảm ơn khuyến mãi vì có thể uống sữa thỏa thích, còn đủ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà mẹ ơi, ủa? Cái này ngày mai hết hạn rồi đó. Con đã kiểm tra rồi, tất cả đều sẽ hết hạn vào ngày mai đó mẹ. Những hộp trong tủ lạnh cũng như vậy luôn. Bà xã, không lẽ lúc mua sữa em không kiểm tra thời hạn sử dụng ghi trên hộp hay sao? Anh có bị gì hay không? Làm sao em có thể kiểm tra được khi đang bận chen trúc tranh đua với người ta? Chào quý khán giả, tôi có một thông tin không vui cho mọi người. Đó không phải là sữa của nhà mình mua sao? Đây là thương hiệu sữa Hello Milk tôi đã từng uống từ khi còn nhỏ. Thương hiệu này được ra đời bởi công ty Hello Dairy, nhưng vì kinh doanh thua lỗ cho nên công ty đã chính thức đóng cửa. Cái gì? Công ty bị phá sản sao? Lô hàng cuối cùng của Hello Milk đã được bán ra với giá vô cùng rẻ như một lời tri ân của công ty chúng tôi. Và theo thông báo thì Hello Milk hết hạn vào ngày mai. Hello Milk, tạm biệt các bạn. Rồi, mọi người tập trung lại đây. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ uống hết số sữa này trước ngày mai. Tất cả cả nhà đã hiểu chưa? Đã hiểu. Đây là bia, đây chính là bia. Em ơi, còn nữa không vậy?
Cho anh một ly nữa đi. Mấy đứa con không đi học hả? Uống lẹ đi rồi đi. Được thôi. Người tiếp theo. Con thì không thành vấn đề, tại vì con rất là thích uống sữa. Bi à, em làm cái gì vậy? Con không muốn uống sữa đâu, mẹ cho con cơm đi. Con nói cái gì? Mỗi lần con uống sữa đều sẽ bị đau bụng, có khi con còn bị tiêu chảy nữa đó. Gì hả? Nghe vô lý quá vậy. Không biết con phải uống đi. Nói cứ như con chưa bao giờ uống sữa vậy á. Nếu không quen thì uống cho nó quen. Uống riết rồi bụng nó quen, uống sẽ được thôi. Con không thích, con sẽ không uống đâu. Cái con bé này. Tức ghê á, mẹ không thương mình gì hết à. Con xong chưa? Nhanh lên còn đi học nữa kìa. Chị ơi, mau lên đi. Con đã ra rồi nè. Mẹ mẹ, đây là cái gì nữa? Còn gì nữa chứ, đây là bữa trưa của con. Ba con và ba Bi đều đã lấy hết rồi, các con cũng mau nhận đi. Nhớ uống thật ngon nha. Giờ mẹ cũng vô nhà lấy một ít để uống đây nè. Quá đáng ghê. Ê bà, cho dù có rẻ thì mẹ cũng không nên mua nhiều như vậy chứ. Mua một tặng chín lần mà, sao mẹ cưỡng lại được chứ. Chị ơi, chị có ổn không? Không ổn. Tại sao mọi người cùng uống sữa nhưng chỉ có một mình chị bị đau bụng thôi? Ơi, xin lỗi con Yasunu, con bị đau bụng như vậy là di truyền từ mẹ đó. Nghĩ mình nhất định sẽ không uống sữa. Mình đâu phải là con bò đâu chứ. Chị ơi, chị đi đâu đó? Nói vậy là bây giờ con muốn đổi tất cả phần sữa này thành một phần cơm cuộn có đúng không? Dạ, đây là một thỏa thuận rất là tuyệt vời, có đúng không con? Đúng vậy, đây chính xác là một thỏa thuận rất tốt. Nhưng mà... Cô cũng muốn bán hết số sữa này với giá của một phần cơm cuộn thôi. Chào bà. Đúng rồi, mình có thể dùng cái này để đổi đồ ăn với các bạn học khác mà. Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Các bạn ơi, có ai muốn uống sữa không nè? Chanu à, mau qua đây đi. Ai ơi, những bà mẹ đúng thiệt là. Mình no quá. Mình từ bỏ không thể nào tiếp tục được nữa. Tất cả chuyện này đều vì kinh tế suy kém. Thầy ơi thầy. Em đang làm một thí nghiệm rất quan trọng, nên thầy hãy cho em mượn một cái máy đo tiếng ồn với thầy. Mọi người ơi, mọi người ơi, tập hợp sữa của các bạn lại đây đi. Cho một người nhận hết sữa hả? Nhưng bạn là nữ hoàng trò chơi mà cha đâu. Đúng rồi đó. Nếu biết trước sẽ thua bạn thì sao tụi mình còn phải mạo hiểm để chơi trò chơi đó chứ. Thầy, các bạn thiệt là chậm hiểu quá đi. Đây không phải là trò chơi tìm ra người chiến thắng, mà là để chọn ra người thua cuộc. Trong trò chơi này, các bạn không cần đánh bại mình, mà chỉ cần đánh bại một người trong lớp này thôi. Thiệt chứ. Hơn nữa, người thua cuộc sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sữa mà mỗi người mang tới. Để coi, mình có thể đánh bại được Dangi. Mình tự tin có thể thắng được Don Don. Mình sẽ không phải là người thua cuộc cuối cùng. Hôm nay tất cả các bạn trong lớp sẽ nhìn thấy mình đánh bại cho cha đu. Mình tham gia. Có hiệu quả rồi. Ồ, oh,
sao vậy? Trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần làm bể một cái hộp sữa rỗng đối diện máy đo tiếng ồn này. Ai nhận được chỉ số nhỏ nhất là thua. Bây giờ mình là người cuối cùng đúng không? Đến thời điểm này, người có số điểm thấp nhất trong chúng ta chính là... Là Miên Chi hả? Shadow, mình không có sao đâu mà. Bạn chờ gì ạ? Làm nhanh lên đây, sắp vô giờ học rồi đó. Mình biết rồi. Nhưng trước tiên, mình phải uống hết hộp sữa mới có hộp rỗng được. Shadow ơi, cố lên nha. Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự rất ghét sữa. Mình nhất định phải làm được. Mẹ nghĩ là chúng ta có thể xử lý hết số sữa này trước ngày mai được đó. Ba cũng nghĩ vậy. Chúng ta được giải thoát rồi. Thôi ba mẹ con mới về. Hả? Về nhà rồi hả con gái? Ôi chết cha đu à. Sữa tốt cho sức khỏe của mọi người. Tại sao lại tới ngay lúc này chứ? Đừng mà. Vậy là cha đu thua rồi nha. Shadow, tiến sĩ hai của bạn được điểm cao nhất luôn đó.